hello mến chào cô chú anh chị chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh youtube của tiến vlog trong cái bản tin ngày hôm nay thì ngày hôm nay tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cô nghệ sĩ ưu tú vũ linh đặc biệt thì quý vị cũng biết sáng ngày hôm nay thì linh tý thông báo một thông tin cực kỳ quan trọng đó đã tìm ra địa chỉ ip của cái người mà sử dụng cái nick đó là lương văn bình để mà đi nhục mạ cũng giống như là tấn công những người mà bảo vệ hồng loan đặc biệt là hồng loan ni linh tý bích Trâm và những cái người nghệ sĩ mà rất là thân với cố nghệ sĩ thì được biết cái nick mà lương văn bình đó là tên của anh vũ luân nha cô chú anh chị ha và cái người đó đã sử dụng cái tên thật của anh vũ luân để mà đi công kích chửi bới cũng giống như là làm tất cả để nhục mạ hồng loan thì uh, linh tý và đội ngũ luật sư cũng đã lập vi bằng lại thì đã tìm được địa chỉ của ip của cái nick này và cái điều người ta thấy đáng sợ hơn nữa là được biết gần bốn địa chỉ ip tức là cái nick này được chia cho bốn người và những người này uh, có nghĩa vụ là lên bài công kích rồi chà đạp rồi làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ gia đình của cô Sít và tấn công nhục mạ hồng loan cũng giống như là vu khống đủ các điều à, đối với hồng loan và những người bảo vệ hồng loan ha cô chú anh chị ha thì anh linh tý có chia sẻ một cái thông tin nhỏ đó trong đó có bạn của anh gửi nữa rồi không cô chú anh chị Bây à, giờ quý vị thấy chưa người ta nói rồi à, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra à, người làm thì chờ nhìn làm đường nào cũng không thể nào mà qua mắt được tất cả mọi người thôi quan trọng là người ta muốn điều tra hay không thôi và giờ đều phải trả giá nè à, quý vị thấy không À, linh tí vừa lên cái bài đó thôi thì cái nick lương văn bình đó thì em thấy giờ sáng giờ là không có lên bài chắc là sợ sợ cái gì rồi hay là biết chúng tim đen rồi. <laughs> à, cái vậy đâu mỗi lần mà nó chúng cái là cái tự nhiên chỗ đó là mất tiêu, nó chúng cái là mất tiêu à nhưng mà không phải là lần nào cũng may mắn, lần nào cũng thoát được đâu ha. mà đặc biệt cái này là liên quan tới cái việc là có tổ chức nè. À, vậy là có tổ chức sử dụng À, một cái đích mà chia cho nhiều người phân công ra nghĩa vụ người này phải làm cái này người kia phải làm cái kia để mà nhục mạ à, mạt sát người khác thì đây là cái cái tội rất là nặng nha cô chú anh chị ha và chúng ta hãy chờ đợi à, luật sư Kha sẽ tiến hành à, xử lý cũng giống như tiến hành kiện những cái nhân vật này à, trong cái thời gian sắp tới nha cô chú anh chị à, đó là tin đầu tiên mẹ muốn gửi cho cô chú anh chị cái tin thứ hai đó là quý vị biết rằng là mẹ con cô sáu sáng nay có trả lời phỏng vấn nói rằng là sẽ bán đất ở đây để mà về quê sống <laughs> bữa thì than nghèo quá à, phải là đi làm đơn cứu xét giờ than là có đắt bán mà vừa nói vừa vừa cười giống như là kiểu khè Lo lon của chú anh chị thậm chí là hát cái bài mà giáng sinh á mà em hát xong em ám ảnh luôn thật sự <laughs> luôn á cô chú anh chị nói chung á là biết sao không? hát khè hồng lon nhưng mà em không biết hiểu cái vụ gì nữa mình không biết mang nhục hay gì trời trong khi bản thân mình á là hát không biết đã hay chưa à, em thấy hát cũng bình thường thôi giống như còn thua những một số những người mà người ta không đi bán kẹo kéo hoặc là ta đi hát ở ngoài lề đường nữa mà không biết mình đi khỉa hồng loan gì trong khi hồng loan dù hát không hay đi nhưng mà cái lượt theo dõi của người ta kìa cái số người lượng người xem kìa trên mình gắt hàng chục hàng trăm lần luôn mà mình không thấy nhục mà mình lại tiếp tục đi khỉa mình càng khỉa thì bây giờ hồng loan bay tới nước ngoài chuẩn bị đi diễn show ở nước ngoài luôn rồi à khẽ hoài đi quý vị thấy không, không? À, bởi vì tới giờ phút này cũng không biết hối cải nữa lại tiếp tục cái tính mà giống như là coi trời bằng vung thách thức mọi người thì bây giờ phải lãnh thấy hậu quả đó cô chú chị còn hỏi đó vấn đề là thẩm định lần ba là nói làm gì có thì có hay không á thì mai mốt sẽ biết ha đó, thì phía bên luật sư hồng loan cũng đã chia sẻ rồi thời gian sắp tới à, tòa sẽ kêu các bên lên để mà làm việc đối với nguyên đơn thì tòa phải yêu cầu đây là phải muốn một cái công ty thẩm định để mà định giá cái số tài sản này còn nếu không đến thì đình chỉ thôi đó, thì qua những lời nói đó thì chúng ta biết gặp đó, là chắc chắn cũng có thể là sẽ có một cái buổi thẩm định lần ba để mà à, hoàn tất tất cả những cái hồ sơ để bắt đầu à, vô cái phiên tòa sơ thẩm à thì giờ có chối đi chăng nữa thì tới lúc đó thì mọi người cũng thấy rồi nhưng mà thật sự ra họ có chối đi chăng nữa em cũng thấy điều lạ gì có chú gì tại vì đây không phải là lần đầu tiên họ chối và đây không phải là lần đầu tiên họ nói dốc mà họ nói dốc rất là nhiều lần trong cái drama này rồi <laughs> bây giờ lần này nói nữa thì em cũng không thấy gì là ngạc nhiên cô chú anh chị đó thì nên cô chú chị yên tâm và cái thông tin tiếp theo đó là thời gian gần đây cũng phải thời gian gần đây nữa mà trước đó rồi em đã nói rất là nhiều lần thì có một cái tài khoản là lên nói rằng là mình rất là người thân của à, cô nghệ sĩ giống như biết rất là rõ về à, cuộc sống của cô nghệ sĩ rồi nói là à, cô sáu là như thế này rồi cô cháu gái ăn cắp tiền là như thế này rồi nói là lúc mà đám tang là bên VTV về đi cho mấy trăm triệu đưa cho cô cháu gái này kia à, thì thật sự ra à, em đã khuyên khuyến cáo mọi người rồi à, những thông tin này là những cái thông tin chưa có kiểm chứng. Nên tất cả mọi người hãy cẩn thận Nếu thật sự ra một cái người á Mà người ta muốn tốt á Thì người ta sẽ đưa ra những thông tin thật Cho cô chú anh chị chúng ta tham khảo Còn cái người mà người ta muốn hãm hại á Người ta cứ đưa ra thông tin Người ta biết thông tin là sai Người ta đưa ra để cho bên đây chia sẻ Và những ai mà chia sẻ những cái thông tin đó đó Thì sẽ rơi vào cái bẫy Đó là bị mẹ con của cô Sáu Cũng giống như bị phía bên kia họ kiện đó, Rất là nguy hiểm nha cô chú anh chị ha thì để mà chứng minh được cái lời em nói đó, đó thì má tư quốc thanh cũng đưa lên một cái bài nè em để đây cho cô chú anh chị xem ha chính má tư quốc thanh nói như thế này nè tối qua có nhiều cộng đồng mạng nhắn tin hỏi có cô đó lên mạng nói về gia đình của cố nghệ sĩ vũ linh nên má tìm xem thì câu chuyện cô đó kể hoàn toàn là không đúng sự thật dù ai đó có sai nhưng đừng dựng chuyện không nói có như vậy đó thì nhiều đây thôi chúng ta có thể thấy rằng đó là, là má tư đã xác minh là những cái thông tin của cái cô mà đưa lên mạng trong cái thời gian vừa qua đó là thông không tin không đúng sự thật nha cô chú chị ha bởi vì cô chú chị đừng có tin và em cũng không tin đâu tại vì thật sự em là cái người mà đến đó quay cái đám tang của cố nghệ sĩ và theo dõi cái rama này xuyên suốt và cũng đã tìm hiểu cũng giống như gặp gỡ giống, uh, một số những nguồn thông tin nên những cái nguồn thông tin này á, em đã nói từ đầu rồi vì cũng thấy em đâu bao giờ chia sẻ đâu có chú chị Tại vì á, cái này không có tốt cho mình cũng không có tốt cho Hồng Loan cũng giống như là mình đâu phải là mình giống họ được đâu phải là mình muốn hạ bệ ai mình muốn hãm hại ai là mình phải đi nhục mạ mình phải đi vu khống mình phải đi bịa đặt chuyện uh, cho người đó đúng không Chúng ta sống trong thời đại pháp luật chúng ta sống trong sự thật chúng ta đến đây là vì sự thật mà đến vì yêu thương Hồng Loan vì uh, Hồng Loan bị cái nhiều cái uh, thế lực cũng giống như là bị nhiều người tấn công rồi nào bị uh, tranh giành tài sản, phế bỏ cái thân phận làm con mình nữa, mà đầu cái quan trọng ở đây là Hồng Long phải đúng, để chúng ta bảo vệ cái đúng, Đó. chứ không phải là chúng ta đi lên vu khống nhục mạ rồi chúng ta đi lập chuyện người ra, rồi ra, thì chúng ta lại đi uh, hại, không giống như là đưa những cái câu chuyện không đúng sự thật này vậy, là không tốt, không có gì gì ha. Đây một lần nữa thì Má Tư Quốc Thanh cũng đã chia sẻ để cho chúng ta biết rằng thông tin nào là nên đáng tin cậy ha. Rồi một cái thông tin uh, tiếp theo mà em muốn chia sẻ thì quý vị thấy ngày hôm nay thì uh, trên mạng á thì uh, xuất hiện một cái đoạn video và người ta soi ra được là cô cháu gái đặc biệt là trên tiktok á soi ra được một cái video là cô cháu gái đó là vẻ mặt khóc hát tiều tị ha thì em nói thật sự cũng đúng thôi quý vị nghĩ đi làm người ta làm việc tốt á người ta còn ăn ngủ ngon lành còn cô cháu gái vì đâu mẹ cô cháu gái thì em nghĩ rằng, làm những việc xấu này thì trong đầu lúc nào cũng phải tôn tính là để đối phó đưa thông tin này hại người này hại người kia thì làm gì ăn ngon ngủ ngon được à, còn tiền á thì còn vui vẻ còn bạn còn bè còn nhiều người chứ hết tiền nó còn ai chơi đúng không cũng giống như là bữa hổm cô này cô nói rằng là cô trầm mặt nó rồi cũng không dám ra đường cũng không dám nói chuyện với ai thì giờ này mới thấy cái hậu quả không tại vì thật sự đã có tiền á, thì nhiều người bu quanh còn hết tiền rồi ai bu quanh tại vì người ta cũng thừa sức biết mình là con người như thế nào âm mưu thủ đoạn như thế nào họ đến đây vì lết nên có lợi ích họ đến không có lợi ích thôi họ đâu quan tâm nhau đâu bởi vì đâu có nói chuyện ai còn trong giới nghệ sĩ thì vì ai bây giờ dám chơi với cô này nữa đúng không ai dám chơi em hỏi vô trong giới nghệ sĩ giờ những người mà đang đi hoạt động nghệ thuật nha thì ai dám chơi tại vì á không thể nào mà chấp nhận một cái người mà một cái người cháu khác họ mà đi dành tài sản với con người khác và đi phân biệt giữa con nuôi và con ruột rồi đi lên mạng kêu gọi không mà bây giờ không chịu sao kê em nói thật sự ra bây giờ đi sao kê đi là thứ nhất là mình có thể trông, chứng tỏ được cái sự trong sạch của mình nè lấy lại cái niềm tin của mọi người nè có điều quan trọng như nữa có quan, quan trọng ở đây rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ đó là cái đạo đức một người nghệ sĩ phải có đạo đức thì khán giả người ta mới xem người ta mới tôn trọng bởi vì thấy đi một cái người nghệ sĩ mà à, chưa có thành danh gì nữa mà bây giờ để lên chửi khán giả đầu ngu ngục rồi là ghét nào là cặn bã nào là xúc sinh nào là ôi đủ thứ hết trơn á thì em hỏi cô chú anh chị rằng á cái người đó đáng được đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe không và ai chơi với những người này thì phải xem lại cái nhân phẩm và cái đạo đức của mình có hay không đúng không bởi vì bây giờ đâu ai chơi đâu bây giờ biết không lôi hết tất cả những nghệ sĩ gạo cội À, trong cái giới này ra những người mà tiếp xúc với Hồng Loan những người chỉ có bắt tay thôi là cũng lên chửi thì vì thấy rằng á bây giờ ai chơi nữa giờ đúng không nên bây giờ bị xa lánh rồi, cô chú anh chị nên bây giờ mới chầm mặt đó đâu dám đi ra đường hay nói chuyện với ai đâu bây giờ hốc hát rồi thì có anh lưng ảnh sẽ chia sẻ như thế này thật sự ra những lời của cô chú gái cứ lên mạng hỏi chắc rằng là tại sao mọi người không tin em không tin gia đình em này kia thật sự ra mọi người đã tin rồi nhưng em đã làm cái gì khiến cho mọi người mất lòng tin hết lần này là khác thật sự ra sôi từ đầu câu chuyện giờ em chưa thấy cái cô cháu gái này nói một cái lời nào đó là gọi là sự thật luôn á cô chú chị em nói thiệt nhiều khi cũng muốn tin hoặc là muốn xem thử cái thông tin của mình đưa ra thật hay không nhưng mà thật sự ra từ đầu tới cuối đưa ra thông tin tàng là thông tin uh, câu trước đá cô sao không à tàng là thông tin sai sự thật không à sao người tin thì để em liệt kê cũng giống như anh Lương Minh đã lần liệt kê ra cô chú anh chị xem có đúng hay không nha vô tình lướt tấp tấp thấy hình ảnh của bé ve để mặt mộc dáng vẻ có hơi tiều tỵ khác với vẻ mặt g 63 hầm hồ cách đây mấy hôm em live stream em xả từ khán giả đến cô chú nghệ sĩ nói thật không biết đâu là mặt thật đâu là mặt giả đâu là mặt trước đâu là mặt sau nhiều lúc thật sự muốn tin tưởng ve ve lại như lúc ban đầu đã từng em ấy, đã từng tin em ấy. Từng tin em ấy yêu thương chú thật lòng cho đến khi thấy em ấy ngâm ngôi mộ và làm khó Hồng Loan cái vụ mà bia cái bia gần 100 ngày. Hay khi đó, hay khi có ai nói xấu danh dự chú, em im lặng đến lạ thường. Thì cái điều này không phải Hồng Loan nói mà chúng ta thấy rõ ràng đúng không? Khi mà thấy người ta nói xấu danh dự của ba mình, Hồng Loan thậm chí là có À, nhém xíu nữa là rơi vào cái bẫy thậm chí là vi phạm pháp luật bị người ta kiện luôn mà vẫn lên để nói nó mà không chịu nổi, không bức nói chung là không kìm nổi cảm xúc của mình còn bên cô ve á, thì thấy người ta nói ra à, phỉ bán danh dự của chú mình á cậu mình á cậu mình thì lại lên cười rồi lên like lên ủng hộ rồi thậm chí còn cà khỉ á à, hồng lon khi đã có những cách hành sự như vậy thì em thật sự ra thương hay gì tới thời điểm này quá rõ rồi đúng không Đó và nếu mà thương có vậy không? thương là tại sao mình dành cái nhà đó để làm nhà từ đường mà bây giờ chỉ có một cái bàn thờ chú thôi mà cũng không thờ nữa mà đòi dành cái nhà đó làm nhà từ đường từ lúc chú mất tới giờ làm gì được cho chú tiền viện phí cũng không trả trong khi tiền mình một đống như nào đó. rồi á có làm được một cái ngày nào giống như là đi phát uh... À, đồ ăn từ thiện mà chính tiền mình bỏ ra để mà hồi hướng công đức cho chú không hay làm cái điều gì cho tốt cho chú không từ gần tháng 7 tới giờ từ lúc mà chú mất tới giờ làm gì hay là mượn chú vô quán ba mượn chú đi vô bệnh viện để mà kêu gọi xong rồi mượn chú ra quán bún bò rồi đem chú qua châu âu hát rồi bây giờ sinh nhật chú đúng không là mọi thứ là lợi dụng tên tổ chú còn tới ngày mà cúng chú mắc cười nhất là hai mẹ con chạy tò tò ở bên cô trợ lý em không biết là bên đó giờ giống như là thờ dòng họ võ bên đó hay gì á <laughs> Một cái người xa lạ mà bây giờ trở thành giống như là trung tâm Để mà thờ cúng dòng họ Thua luôn cô chú anh chị Nói tiếp tục nè Từng tin tưởng vì còn nước còn tác Mà em ấy không muốn để chú về nhà Cho đến khi biết em ấy hợp đồng Với hoa viên Bình Dương trước đó vài ngày Đó không Tự mình lên nói rằng đó, là gia đình muốn để là chú còn nước còn tác Hồng loan phải quỳ xuống uh, Xin mẹ để cho chú được về Thì kia Đứa con gái bắt hiếu <laughs> nói người ta bắt hiếu là nó còn nước còn tác còn nước còn tác sao sao không tiếp tục chữa trị trong khi mình á trước đó ngày năm chú mắt đó, ngày một á ngày một hay ngày hai vậy đó là đi xuống hợp ở bình hoa viên bình dương rồi đã hợp đồng rồi có sao rõ ràng là sợ sợ cái việc này á bị dằn nên đang tìm cách mọi thứ để mà lo lo trước hả vì thấy rõ ràng không mình á giả sử đi xuống dưới coi nha em nói thật sự coi với hợp làm hợp đồng là khác nhau là sự xuống dưới à mới bốc là chú mắt mình sẽ chôm đây mình coi trước mình hỏi giá tiền. Cái đó là hành động rất là tốt, không có gì hết. Còn cái hành động mà giống như là đã phán cho chú cái tội tử rồi. Biết ổng làm gì ổng sống nữa giờ nên thôi xuống dưới mua luôn đi, mua trước đi trước ngày ổng mất, có phải là chù ổng chết không? Rõ ghen là vậy. Mà người ta xin cho ba người ta về á mà bác sĩ cũng khuyên là đem cho cho cố nghệ sĩ về đi mà tâm nguyện chú cũng được về. Mà không cho về là không cho về. Từng tin từng tin tưởng em ấy nói với Hồng Loan là con nuôi cho đến khi Ni thách thức cái vụ xét nghiệm ADN này quá đúng luôn quý vị thấy không à, lúc mà chưa có vụ mà xét nghiệm ADN đó thì ngày nào cũng lên rồi, con hờ lỡ làm gì dám đi xét nghiệm ADN sợ xét nghiệm rồi ra giọt máu nào đi chăng nữa ra giọt máu khác rồi sao sao giải thích này kia tới khi bây giờ người ta đã xét nghiệm chịu xét nghiệm ADN thì im lặng nánh tránh né quý vị thấy rõ ràng không Thử. tiếp tục nha từng tin tưởng Hồng Loan sẽ cho mẹ con em ấy ở lại căn nhà số 5 cho đến khi em ấy muốn đồng sở hữu. Này quá đúng rồi. Từng tin tưởng em ấy không muốn tham gia vụ kiện đòi nhà cho ở nhờ phi lý cho đến khi em ấy đi lập di chúc miệng. <laughs> Đó không các bạn không? Tàn là những cái lời mà giống như là nói dối không? Các bạn thấy rõ ràng không? Từng tin tưởng em ấy không tiền phải bán hết vàng vòng mua huyệt mộ cho đến khi em ấy về nhà gom đóng vàng và đóng tiền kèm theo lời nói tiền nhiều lắm, tiền tu nhiều lắm cái này thì có video rồi cắt ghép hay không á nếu mà muốn chứng minh có cắt ghép hay không á thì đem cái video gốc lên đi anh gửi có đeo có quay video gốc đó tại sao không đông lên đúng không có chú chị đừng nói rằng không quay nha Thế thấy vậy không từng tin tưởng phần liệt kê đám tang của em ấy là trung thực cho đến khi thấy tiền ứng 100 triệu của bình tin chỉ nhầm trong bảng chi nhưng không có trong bảng thu à mà ngộ lắm trước đó thì nợ cô ý ẹ e trăm triệu tuy nhiên cái đám tang chú xong rồi có tiền trả cô ý ẹ e trăm triệu luôn nó trùng ghê luôn cô chú anh chị từng tin tưởng em ấy kết uh, hợp đồng với bh để lấy tiền lo cho chi phí cúng kiến cậu về sau nhưng kết quả là chị thấy con gà lặt ngửa <laughs> thấy con gà lặt ngửa như đó là cả tám chín triệu của chú anh chị em nói thật sự chứ một cái khán giả thôi người ta chưa chắc người ta lên mộ người ta cúng mà người ta để cái hành động nó xảy ra nữa người ta chăn quý chú còn bên gia đình với không cúng cái sơ xài cứ đem đồ ăn đó để nó bày đó không biết nó đẹp xấu hay nó chen nghiêm như thế nào rồi chưa từng xuống dưới mà để mà giống như là để mà lấy những cái cỏ úa trong ngôi mộ chú ra. rồi đi sắp xếp lại cái ngôi mộ cho nó đẹp cho nó tôm tắt lại hoặc là lao mộ nữa không có xuống dưới á, lén lén lút, lúc để lấy cái chai gì sạch sạch đó bị không tới cái hành động thôi bỏ hổm lấy cái chai gì bị ta phát hiện nên người ta không cho hôm nay là đầu tư hơn là lấy nói chung là tự trên nước hoa nhưng mà lấy cái kiểu lén lút của chú chị cái gì hiểu không giống như là kiểu bình tinh đó người ta đem ra người ta có hiệu để cho mọi người coi là thấy đúc thật ở trên nước hoa nè chứ đâu có gì đâu còn kia là kiểu mà cái kiểu dáng ở trên nước hoa nhưng mà không biết là để gì trong đó lại xịt sạch rồi lao làm mọi cái mà vì theo thấy ghê gớm Từng đồng cảm mẹ con em vô gia cư nhưng nghĩ đến tiền thuê luật sư, tiền lập vi bằng, tiền bồi dưỡng, tiền bị gạt 1.500, gì 15.000 đô, tiền hứa thầy bói 5 cây vàng, tiền ba chấm cứ tự nhiên lại muốn vô gia cư giống em. thì em nói là cái tiền này là của thiên trả địa, trả xong rồi thì từ từ sẽ biết được cái kết quả thôi. Từng tin tưởng cái săn thượng là của em nhưng kết quả lại là của ba hồng loan. Hết lần này tới lần khác cứ mỗi lần tin ở em thì em sẽ làm thất vọng. Hay em sao kê một lần cho cộng đồng mạng lấy lại niềm tin với uh, tìm tin với em đi. Thật sự muốn tin em. Đó, thì đây là bài của anh Lương Minh hay viết rất hay. Đó. Thật sự á, à, quý vị thấy không? Mọi người cũng muốn tin nhưng mà tin không được. Cô chú anh chị, càng tin thì càng thấy mình bị lừa dối. đó Thì đó là những cái mà chúng ta thấy được trong cái drama này và tới thời điểm hiện tại này. Đó thì đây là một số những cái thông tin mà tiến muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị thì à, cuối video em cũng xin giới thiệu đây là bánh à, đậu phộng nha cô chú anh chị thì dưới đây nó có, có lớp shop nè đó, một hộp về năm cái ha. một hộp năm cái này có bốn cái là dạy em lấy cho em ăn đó, đó này, cái lớp shop nè ăn nó rất là giòn ở trên đây đậu phộng nè đó, dầu xong là mới hoàn toàn nè nè cái đây là lớp đường nè cô chú chị ha đường nó chỉ có một lớp mỏng thôi đó. nói chung là không ngọt lắm cũng không ngọt gắt và ăn tuyệt đối là không dính miệng và ăn giòn bảo đảm của chú anh chị ha và cái thời gian nó bảo quản cũng được rất là lâu đó, như bảo quản kỹ trong khi hai ba tháng là chuyện bình thường ha này để trong nhà giờ những ngày tết thật là buồn miệng lấy ra ăn một hai cái là rất là ngon luôn một mình em nhiều khi một cái ngày ăn cả cái này cô chú anh chị ha cái rất là bự là bàn tay em này cô chú anh chị ha đó bự ha đó mà một bịch tinh năm cái này mà bán có 120 trăm hai ngàn thôi cô chú anh chị ha đó thì cô chú anh chị nào thương ha, thì nhớ mua ủng hộ nhắn vào số điện thoại là 0879 262 482 để gặp tiếng cũng giống như là đặt hàng về sản phẩm này nha. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.